cần tạo sinh kế lâu dài cho người bị thu hồi đất khi sửa luật đất đai. Sáng ngày 15 tháng 1, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền. Ông Thanh nêu rõ, dự luật chỉnh sửa theo hướng quy định về xem xét, công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Để giải quyết căn cơ vấn đề này, đề nghị chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ, thực hiện cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại, dịch vụ, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và các cơ quan. Dự thảo luật quy định theo hướng kế thừa quy định của luật đất đai năm 2013 chỉ thu hồi đất để thực hiện khi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. Về thiết kế kỹ thuật chính sách, quy định tại dự thảo luật làm rõ hơn tính chất của dự án khu đô thị, thuộc trường hợp xem xét thu hồi là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở, theo quy định của pháp luật về xây dựng, thiết kế kỹ thuật như vậy, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sẽ tương tự và đồng nhất với cách thiết kế kỹ thuật tại các khoản khác của Điều 79. Cụ thể, Điều 79 chỉ quy định về các trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Khi thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại Điều 79, sẽ phải đáp ứng các căn cứ, điều kiện quy định tại Điều 80 về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Góp ý luật đất đai sửa đổi, đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội đánh giá cao quy định tại khoản 4, Điều 91 đã thể hiện rất rõ trách nhiệm của nhà nước đối với người có đất bị thu hồi. Theo đó, nhà nước cần có trách nhiệm hỗ trợ họ có việc làm, có thu nhập, ổn định đời sống. Tuy nhiên, theo đại biểu Đoàn Hà Nội, phương án hỗ trợ tạo việc làm tốt nhất, bền vững nhất, không phải là đưa tiền cho người dân mà phải tạo sinh kế. Do vậy, ông Cường cho rằng, nếu thu hồi đất đang là nhà xưởng sản xuất kinh doanh, thì trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, phải bố trí quỹ đất phù hợp để tạo lập mặt bằng mới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu thu hồi đất nông nghiệp mà người dân không có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp làm trong khu công nghiệp, thì phải dành quỹ đất dịch vụ để tạo việc làm cho người nông dân. Như vậy, trong quy định về thu hồi đất phải có quy định tạo việc làm, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh. Do vậy, tôi đề nghị bổ sung vào khoản 21, điều 79 thêm một nội dung là thu hồi đất tạo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho người có đất bị thu hồi, ông Cường nói. Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa, Đoàn Lạng Sơn cho rằng, theo quy định của Hiến pháp 2013, để thu hồi đất thì các dự án phát triển kinh tế xã hội phải đáp ứng các điều kiện, đó là phải là trường hợp thật cần thiết, phải do luật định và phải vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đối chiếu với các yêu cầu trên, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa cho rằng, quy định tại Điều 79 và Điều 80 của dự luật còn chưa thể hiện rõ tính chất thật cần thiết. Thực tế, có trường hợp thu hồi đất nằm trong 31 trường hợp quy định tại Điều 79 và đáp ứng quy định của Điều 80, nhưng công trình sau đó lại bị bỏ hoang, lãng phí, không đi vào cuộc sống do không thật cần thiết đối với nhân dân, đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong báo cáo giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 cũng nêu cụ thể nhiều trường hợp dự án đất hoang hóa, lãng phí. Do đó, đề nghị xem xét bổ sung cụm từ thật cần thiết vào phần mở đầu của Điều 79 dự thảo luật, đại biểu Đoàn Lạng Sơn nêu kiến nghị.